Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình là Mayu Makeup. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một cái video hàng tháng, đấy là try on đồ ở trên Shopee. Hôm nay mọi người sẽ thấy cái background sau của mình có một chút thay đổi. Thì mình muốn mua một cái đèn. Đợt này thì mình bởi vì giãn cách, không phải là giãn cách bởi vì mình chăm ở nhà quá, thế nên mình quyết định là chăm chỉ làm TikTok hơn một xíu. Nên là trong video ngày hôm nay thì những cái bộ đồ mà mình giới thiệu với mọi người ấy, hầu hết là những cái bộ đồ nó đủ các thể loại luôn á. Mình là một kiểu đa phong cách, mình luôn luôn cảm thấy bản thân mình là một người có nhiều nhân cách. Lúc thì mình rất là hiền, lúc thì mình rất là đánh đá, xong lúc lại mình rất là kiểu hơi linh hơn. Ok, chúng mình cũng bắt đầu luôn nhé. Mật bí với mọi người một chút là video hôm nay rất đỉnh, thì như video nào mình cũng kêu với mọi người là đồ rất đỉnh nhá. Đồ đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với mọi người thì nó rất là dễ mặc, chỗ nào cũng thấy mỡ thì các bạn có thể mặc bộ này. Mình xin thề là đây là một cái set đồ mà lúc mình mua thì mình không hy vọng nhiều nhất, bởi vì mình thì bình thường không nữ tính nhiều đến thế. Mình thử mặc lên thì nó lại đẹp nhất mọi người ạ. Chào các cô đi con, chào các cô các chú nào. Cái áo rất là xinh, nên nó là một cái áo trắng bình thường, tay bồng, nó sẽ có những cái đường viền rất là xinh như thế này. Cúc rất là tiểu thư, sang chảnh thì rất giàu có. Cái áo này nó sẽ có cái phần là giả quý này, xinh xinh này. Những cái họa tiết thì được may thẳng lên trên áo. Lúc đầu á thì cái bộ này thì nó sẽ bán theo set, tức là nó sẽ có một cái chân váy nữa. Set này mình mua là size L, vì mình thích mặc rộng ấy, mình mặc đã rất là rộng rồi. Thế nên là nếu như bạn nào thích mặc bó bó thì mọi người có thể nên chỉ cần mua size M thôi. Thực ra ấy, hình trên ảnh với cả hình lúc nhận thì nó khác nhau rất là nhiều. Mình phải thành thật là như thế, vì nếu mà mọi người nhìn thì cái đường bo của cái áo này nó sẽ không phải là vải, vải nin lông như thế này. Thực tế là cả cái set này chỉ có 225.000 thôi. Mình cũng không nghĩ là nó sẽ có một cái vải xịn sò hơn. Mình đã warning mọi người trước khi mua rồi đấy. Tất nhiên là vải nó chắc chắn là sẽ hơi nóng một xíu, hơi trắng kiểu nin lông ấy. Thực sự là kiểu form thì các thứ đều rất xinh, không có chỉ thừa hay là gì cả. So với cái giá hơn 200.000 mà được cả một set thì nó rất là ổn rồi. Mình không yêu cầu quá cao về cái đồ này cho lắm, bởi vì mình đã biết trước là kiểu giá hơn 200.000 thì nó sẽ ở mức độ như thế nào rồi. Cái set đồ này thì có từ size S, M, L, XL, 2XL luôn. Nên là nếu như là bạn nào hơi tròn hay là hơi chưa gầy thì mọi người có thể tham khảo cái set này, bởi vì set này mặc rất là xinh. Nếu mà mọi người mua set này thì mọi người chỉ nên để trong những cái buổi đi chơi vào buổi chiều tối, lý hơn cho cái thời tiết rất nắng nóng ngày bây giờ ấy. Cái chân váy thì nó chỉ là chân váy đen, không có phần chun ở bên hông bình thường thôi. Trong video thì mình lại mặc cái chân váy nhăn cũ của mình, thế nên là nếu như mọi người đã có sẵn chân váy đen rồi thì mọi người chỉ cần mua áo thôi. Thế chân váy nó cũng dày dặn ý, chứ không phải là không đâu. Vì mình nói thật là những cái váy chân váy đen mình mua sẵn ở Hà Nội hơn 300.000 mà nó cũng chỉ có chất ly lông như thế này thôi. Mọi người hãy nhớ cân nhắc trước khi mua nhé. Đây là một chiếc mũ mình cực kỳ thích. Lúc mình mua về mình thích ơi là thích, mình mê vãi chứ. Ôi ơi, mẹ xin con. Có giúp cho cái bộ outfit của mình kiểu xịn sò hơn rất là nhiều luôn. Mình mua hẳn 2 chiếc màu kem với cả một cái màu hồng chói là lọi như này. Cái màu xinh ấy, nếu mà đi chụp ảnh thì rất là đẹp. Mình mua hình như có 90 mấy nghìn một cái mũ thôi. Kiểu được đóng gói này, kiểu được cái ly lông xong rồi ôm cái không khí vào ấy, thế nên nó không bị mất form. Đây là một chiếc mũ mà mình cảm thấy ưng vãi chưởng lúc mình mua luôn. Kiểu đúng là bỏ tiền ra không phí ấy, mặc dù cái số tiền mình bỏ ra nó cũng không quá là nhiều. Cái này mình mua với giá 89.600. Cái shop này người ta đã bán được hơn 300 chiếc mũ này rồi, thì mình đã phải mua 2 chiếc vì nó rẻ quá. Cái mũ màu hồng này thì mình sẽ đội với cả những cái lúc mà mặc đồ kiểu tận all black ấy, kiểu màu trắng. Còn cái này thì mình sẽ đội với cả những cái lúc mà đồ pastel. Nói chung là mọi người phải có một cái mũ này khi mà mọi người muốn chụp ảnh đẹp ý. Trong set đồ này thì mình sẽ có một chiếc túi xinh. Đây là một chiếc túi trong suốt. Đây, mọi người có thể thấy là nó sẽ mở ra như thế này. Thực ra mình nghĩ là bên trong nó cũng sẽ chỉ được một thỏi son, được lắm là một thỏi son thôi đấy. Mình đi cà phê với bạn bè đấy, phần nhựa nó cũng rất là chắc chắn, cả phần khóa nữa. Nó không bị nhìn đều đều mã mã đâu mà nhìn rất là xịn sò. Nó sẽ có một cái tay cầm bằng ngọc trai như này và một cái dây bằng sắt. Đang sale, flash sale với giá là 198. Nhưng mà lúc mình mua là 203.000, tức là nó cũng rẻ hơn được xíu thôi. Thì những cái túi này nó có rất nhiều màu, mình chọn màu trắng. Có những cái màu như màu nâu, màu xanh, màu các loại màu, thế nên mọi người có thể lựa chọn những cái màu mà mọi người thích. Cái túi này thì nó đúng theo kiểu style nhà giàu ấy.
trường, điệu nữ tính ấy. Thế nên là mình mới mix cùng với cả cái bộ này. Theo cái keyword nữ tính dễ thương, trông giàu có thì mình đi với cả đôi giày trắng này. Đôi giày trắng này thì mình cũng đã giới thiệu với mọi người rất nhiều ở trong những cái video trước. Đấy, mọi người sẽ thấy là kiểu nó rất là dễ ứng dụng. Tất cả những cái món đồ của mình thì có thể mix liên tục được với nhau. Bởi vì video này khá là dài, thế nên là mình sẽ không nói chi tiết từng sản phẩm quá, mà mình sẽ để thông tin những cái sản phẩm ở bên dưới cho mọi người, thì mọi người có thể tham khảo những cái đường link mình để ở bên dưới nhé. Kể cả phụ kiện, các thứ thì mình đều list hết ở bên dưới cho mọi người xem nữa. Thế nên là... Ok, chúng ta cùng đến với look thứ hai. Look thứ hai thì nó sẽ theo kiểu style cozy ấy mọi người, tức là nó hơi sexy và nó cũng rất là dễ thương. Là một cái áo dây và có phần buộc chéo đằng trước thế này. Của cái áo này nó là len mỏng, rất là mát, nó không hề bị nóng đâu mọi người ạ. Cái áo này mình mua với giá 61.000. Nó còn có cả màu trắng, thích màu trắng thì có thể mua. Mình thì kiểu mình toàn thích mặc đồ màu đen ý. Cái áo này thực sự nó cũng là một cái áo mà mình rất là thích, và mình nghĩ là mùa hè mình sẽ mặc nhiều. Nếu như bạn nào vòng một là nhỏ thì kiểu mọi người có thể dán là được. Còn với những bạn nào mà kiểu nó hơi bị to giống mình ấy, thì mọi người có thể dùng những cái sản phẩm như bên mình để bên này. Đấy là một cái sản phẩm dán định hình ngực, mọi người có thể tạo kiểu với những cái định hình kiểu đấy. Đấy là cái cách mà mình khi mà mình mặc những cái áo quây, những cái áo nó hở phần lưng như thế, hở phần vai với phần lưng đấy, thì nó sẽ vẫn nâng được ngực mà nó vẫn không bị lộ ra ấy. Cái miếng dán của nó rất là chắc chắn, nó không bị tuột ra nếu như mà có mồ hôi. Thì không chỉ những cái áo như thế này mà những cái áo nó khó nhằn hơn thì mọi người vẫn có thể tạo kiểu được với cái sản phẩm đấy. Tiếp theo đấy là chiếc chân váy này thì mình mua cũng khá lâu rồi. Nói chung là hai cái sản phẩm này thì chất đều rất là thích, thì mình recommend mọi người nên mua. Chất của cái váy này nó có hai lớp, một là lớp vải lót bên trong, nó sẽ tạo ra mọi người cái hiệu ứng layer, tức là bên ngoài nó là vải kẻ cũng rất là dễ thương, còn những cái họa tiết nơ nơ đùng đùng này, QQ dễ thương này, và cái phần ren bên trong này nó sẽ tạo ra một cái cảm giác nó hơi loli hơn ấy. Thì đợt này thì mình đang khá thích những cái style kiểu nó hơi loli, nhưng mà không phải là loli quá mà nó đi vào những cái chi tiết detail, ví dụ như là một chút vải ren này, một chút vải văn trắng trắng gì đấy, thì nó sẽ tạo một cái cảm giác rất là dễ thương ấy. Mình cũng không thích nó sexy quá mà mình vẫn thích cái sự trẻ trung. Thì những cái chân váy kẻ như thế này mọi người nên mặc với những cái đồ trơn như kiểu này sẽ rất là hợp lý. Chân váy này mình mua với giá 284.000. Giá nó sẽ hơi cao một xíu so với một cái chân váy, nhưng mình đảm bảo với mọi người là chất nó rất là đẹp, rất là dày dặn, không hề bị lộ bụng luôn, bởi vì cái phần bụng đằng trước may nó không bị phồng ấy. Và mình thì mình mặc size L. Mình lúc nào cũng mua chân váy size L, nó hơi rộng bụng một xíu với mình, nhưng mà mông thì vừa. Số đo của mình thì mình sẽ để ở bên dưới cho mọi người tham khảo luôn. Nói chung là mọi người nên mua chiếc váy này, chiếc váy này rất dễ thương ấy. Và với cả cái set này thì mình sẽ mix với cả một đôi boot, những cái họa tiết dây dợ lằng nhằng như thế này. Hơi nóng một xíu nha mọi người. Nhưng mà nếu mà mọi người không ra đường hay là ở trong những cái chỗ mà có điều hòa suốt ngày ấy, thì mọi người không còn lo lắng về việc đi boot đâu. Với đôi boot này thì mình sẽ đi thêm một cái tất trắng, tạo ra một cái hiệu ứng dễ thương hơn ấy. Mọi người có thể thấy là mình đang dán những cái hình dán để hình xăm giả. Chưa dám xăm. Mình sẽ mix cùng với cả một cái dây cổ màu sắc. Như mọi người đã biết là năm nay những cái nhẫn nhựa này, những cái sản phẩm màu sắc rất là hot trend. Thế nên là hãy đừng ngần ngại mà sắm ngay cho mình những cái dây này, những cái nhẫn này, những cái vòng tay kiểu đầy màu sắc, để tạo ra một cái layout mà thật tràn ngập mùa hè, sử dụng màu sắc rất là vui ấy. Mình không biết mọi người có thấy thế không. Mặc dù kể cả hồi lúc mình mập nhất thì mình vẫn thích mặc màu sắc. Chả có ai cấm việc bạn hơi tròn tròn hoặc là chưa gầy mà bạn không được mặc màu sắc cả, mà suốt ngày phải mặc màu đen à. Mình vẫn rất thích màu đen. Màu đen là màu niềm vui của mình. Nhưng mà mình vẫn thích chơi màu sắc ấy. Tại sao không? Let's go. Are you ready? You've been staring since I came in. I know you wanna get to know me. But honestly, I came with my girls, wanna dance by ourselves. Can't you tell? Baby, baby, I have thick skin. Chúng ta cùng đến với một cái set đồ mình thích vãi chưởng. Và thần Shopee cũng biết có độ mình không, nhưng mà luôn luôn là những cái set đồ mà mình hy vọng nhiều nhất thì lúc về mặc toàn thất vọng thôi. Riêng những cái nào mà mình không hy vọng thì nó lại rất đẹp với mọi người. Mình có rất nhiều đồ Shopee mua về không hợp, thì mình đang để làm một cái video riêng. Thì đây là một cái áo trong tâm thế nghĩ là
chắc là cũng sẽ bình thường, nó cũng không có gì đặc biệt đặc sắc lắm. Và wow, 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 wow. Nhưng mọi người nhìn ở trên video ấy, kiểu nhìn mặc lên nhìn giàu vãi, tức là nhìn nó rất là sang chảnh. Nhìn cái set đồ đấy thì mình đảm bảo với mọi người khi mà mặc ở ngoài ấy, sẽ không ai nghĩ là mình mua đồ này ở Shopee. Không nghĩ là mua đồ ở Shopee thì nó sẽ thường là những cái đồ trang phục kiểu mặc một vài lần là hỏng ấy. Thế là đồ Shopee có cái zip có cái rát, nếu mà mọi người mua ở trên Shopee Mall nó không bao giờ lo lắng về vấn đề chất lượng. Nhưng mà nếu mà mua ở những cái gian hàng nước ngoài ấy, thì nó 50-50 đúng không? Chưa bao giờ nghĩ là sẽ mua được một chiếc áo trắng nó đẹp như thế này. Đối với bản thân mình ấy, nó đẹp không phải là kiểu nó không chỉ là chất nó đẹp, thiết kế nó đẹp, mà là nó độc đáo. Đối với bản thân mình thì cái việc một cái sản phẩm mặc lên, có thể là mọi người mặc theo cái cách như thế này, nhưng mà khi mà mình mặc lên với mình ấy, thì mình sẽ mix match nó theo một cách khác. Mình luôn luôn muốn nó có một cái gì đấy mang dấu ấn của mình khi mà mình mặc một cái món đồ gì đấy. Mình mua với giá 181.000. Và cái shop này thì đợt 6 tháng 6 này chắc chắn sẽ sale rất nhiều. Cái áo này thì có rất nhiều màu, màu đen, màu rêu và màu trắng. Mình mua mấy món đồ ở shop này cơ, nhưng mà theo bản thân mình thấy là những cái sản phẩm áo ở shop này rất xịn. Rất xịn luôn. Váy thì mình chưa biết, mình đang mua những cái khác thử xem. Còn quần thì nhưng mà mình không hiểu tại sao ấy mọi người ạ. Có một cái câu chuyện nó rất là hề hước. Cái áo này thì kiểu nó sẽ ngang vai như thế này đúng không? Nhưng mà nó khi mình mặc lên ý, ở đây nó không có chun đâu mọi người, nó vẫn rất là không vừa vai của mình, thế nên mình không thể kéo ngang nó ra được ấy, thế nên mình lại mặc thành áo cổ thuyền. Mà không sao, mình vẫn thấy nó đẹp bởi vì chất lượng của cái sản phẩm cực kỳ đẹp. Với cái chất lượng như thế này thì chắc chắn 100% là những cái sản phẩm này là sản phẩm xuất khẩu ấy, bởi vì từng đường ghi mũi chỉ, từng cái đường bắt sổ một nó rất là kỹ lưỡng, từng nếp gấp, từng nếp xếp ly nó rất là xịn. Đây sẽ là một chiếc áo mà mình chắc chắn sẽ mặc thường xuyên. Set đồ này quá hợp để đi ăn buffet luôn. Cửa hàng buffet thì bây giờ đang rất đóng cửa. Thế nên thôi, mình gọi đồ về nhà thôi. Cái áo này nó sẽ có cái phần xẻ đằng trước này, xẻ hai bên này. Nó rất là khác những cái áo trắng khác. Mà nếu như bạn nào mà giống mình, tức là phần hông bị to, phần mông to, đùi to ấy, thì mọi người chắc chắn phải mua quần này. Quần must have, ai cũng sẽ phải có. Thì cái quần này mọi người có thể mặc được bất kỳ cái áo nào, nó cũng sẽ matching cái áo đấy. Đây là một chiếc quần mà mình mua có sẵn ở Hà Nội luôn. Đúng là không hy vọng thì sẽ không bao giờ thất vọng. Chiếc vải rất là dày dặn nhá, chiếc vải kaki dày dặn có giãn. Và phần cạp cao, cặp giày có chun may đằng sau, nói chung là xịn sò. Thật là khó hiểu cái máy quay của mình, nó che hết toàn bộ tất cả những cái vùng béo. Set đồ này thì mình sẽ mix với cả một cái đôi xăng đan. Cũng giới thiệu rất nhiều rồi là mình rất thích đôi giày này, nó rất là kiểu nhật 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 đi, bởi vì xem là mình cũng đã nói rất kỹ ở trong những cái video Shopee trước rồi. Ở cái set đồ này thì mình cũng đội tiền mũ vừa nãy mình mới chia sẻ với mọi người á. Trong cái set đồ này thì mình có đeo những cái nhẫn, những cái phụ kiện và hoa tai. Thì mọi người để ý là những cái, với những cái set đồ trơn và nó kiểu nhìn nó hơi chênh xả như thế này thì mọi người nên sử dụng những cái phụ kiện nó to bản, nó kim loại thì nhìn nó rất là giàu có ấy. Lâu lắm rồi mình mới dám mặc một cái quần bò trắng. Nó vừa eo vừa mông, không bị bó đùi, và cái phần ống bên dưới nó cũng rất là rộng. Nó kiểu hơi ôm vào đầu gối một xíu xong nó hơi xòe ra ấy. Chất vải thì cực kỳ đỉnh, mình phải nói thật như thế, rất là dày dặn. Cái giá của nó là 276.000. Nó cũng không hẳn là vải bò mà nó là kaki giãn ấy. Từng đường kim mũi chỉ đến cái đường may form dáng thì nó rất là xinh. Mọi người có thể thấy hơi ngắn so với mình, thế nên mình đã mix với cả một đôi xăng đan. Cái quần này mình có thể mix được hẳn hai bộ luôn. Tức là lúc đầu ấy, thì mình sẽ mặc một cái áo này. Đây là một cái áo mình mua với tâm thế mình nghĩ là nó sẽ rất đẹp, nhưng mà lúc sau thì mình nhận ra là nó rất là khó mix bởi vì nó hơi rườm rà ấy. Đây là một chiếc áo rất xinh, kiểu corset ấy mọi người. Cái phần đằng trước này thì nó sẽ có cái phần put rồi. Thực sự ấy, thì mình theo cảm nhận của mình ấy, thì cái áo này nó không thực sự vừa form với cả phần vòng một của mình, nhưng mặc lên thì vẫn rất là đẹp nhá. Không chỉ là nó sẽ không ôm trọn ý. Đấy, thế nên là nhìn nó không được như mình tưởng tượng ý. Chứ thực ra thì ở ngoài rất là xinh xắn. Đây là một chiếc áo rất là dày dặn, phần gồm hai lớp. Hai lớp được may rất là sát nhau luôn ý, may liền vào nhau luôn á. Đấy là cái lớp một, lớp vải bên ngoài và một lớp vải bên trong. Đằng sau thì nó sẽ là phần khóa như thế này. Đấy, nó sẽ được viền toàn bộ là ren. Rồi phần hai bên hông của phần thắt eo ấy thì nó sẽ có những cái phần chun như thế này. Thì mọi người có thể flexible để cho nó vừa vặn với cái phần eo hơn. Tức là mặc cái áo này mình đảm bảo với mọi người là cái phần eo của mọi người sẽ rất đẹp và rất nhỏ luôn ấy. Mua chiếc áo này về giá hình như cũng không quá đắt đâu, 200
34.000. Mình sẽ để một vài hình ảnh của bạn mẫu vào bên đây. Thì mình cũng mặc, cũng mix với cả một cái quần trắng. Đấy, mọi người có thể xem là mix rất là kiểu đơn giản, basic. Mình sẽ đi cái set đồ này với cả một cái sandal. Cái sandal thì mình cũng đã cho mọi người xem rất nhiều ở trong cái năm đôi giày phải có vào mùa hè. Đấy, thì mọi người sẽ thấy là những cái đôi giày này mình ứng dụng rất là nhiều. Cùng với cái quần bò này luôn thì mình có thể mix với cả một cái áo rất rất hot thời điểm hiện tại. Thực ra thì đây cũng là một cái phong cách những năm 2000, cut out ở phần vai thế này để lộ toàn phần vai và hở lưng và vẫn có cổ. Mọi người có thể thấy ở trong video thì mình sẽ để cái đoạn mà mình mặc, thì mình sẽ mặc cái áo màu trắng và quần trắng và đi đôi sandal màu đen rồi khoác túi rất là basic, nhưng mà sẽ mang lại cho mọi người một cái cảm giác chân rất giả, bởi vì cái áo này thì nó là crop top. Thì cái áo này là áo của một người em đã tặng mình, quảng cáo cho em mình luôn. Mình cũng có một cái áo tương tự như vậy mà màu đen, thì sẽ với mọi người ngay bây giờ. I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate, can I have it for free? I'm an explosion, that smile's gonna be the end of me. Theo sẽ là một cái set đồ cũng rất là kiểu cushy. Mình chọn một chiếc váy có cái họa tiết loang lổ như một cái bức tranh trừu tượng này. Đây là một cái chân váy dáng chữ A, thế nên là nó sẽ rất là tôn dáng, che được cái vùng bị đùi to nếu như mà mọi người lo lắng về vấn đề đó. Mình nói thật nhá, đùi to đang rất là hot, thế nên mọi người phải tự tin lên. Ok, thì cái mình thích ở cái chỗ đấy là phần đằng trước nó không có chun, nhưng mà phần đằng sau nó có chun. Nó sẽ làm cho những bạn nào có phần eo và thắt lưng ấy, nó sẽ rất là đẹp. Nó sẽ cong cong ra này, đó. Nó không bị rúm cái phần đằng trước, và phần đằng trước nó cũng không bị lộ cái phần mỡ bụng. Váy thì chất cũng nó là thun khá là dày, không phải là mỏng manh lắm đâu. 156.000 thì nó rất là hợp lý với cái giá này rồi. Có rất nhiều size cho mọi người lựa chọn nhé. Mình mua size L thì nó rộng hẳn so với mình rồi, nhưng mà mình vẫn thích mặc rộng ấy, kiểu nó thoải mái ấy. Mình không thích nó bó quá. Mình mặc set này với cả một chiếc áo tương tự cái chiếc áo trắng vừa nãy, nhưng mà cái phần cắt nó sẽ sâu hơn một xíu và nó sẽ dài cái phần thân này hơn. Thì mình rất thích cái áo này. Cái áo này thì mọi người có thể mặc với tất cả loại váy quần luôn ấy. Mọi người có thể mặc quần jean, mọi người có thể mặc quần ống rộng, có thể mặc quần đùi. Thì như lúc nãy mình nói, cái trick để mặc những cái áo này thì mọi người nên mua những cái đồ tiện lợi để thay thế những cái áo push, vì áo push nhìn nó bị hơi to. Và mọi người muốn mặc kiểu sang chảnh ấy thì kiểu nó vừa phải thì nó sẽ đẹp nhất. Chiếc áo này mình mua với giá 89.000, nhưng mà chất vải rất xịn. Vải này nó là vải len sợi chạy dọc, không biết nói thì có đúng không, mình chỉ miêu tả thôi. Chiết một phát đường ở đây để tạo cho mọi người cái phần eo cũng như là bó vào cái phần vòng một ý, cho mọi người có một cái form nó gọn hơn. Mình cũng rất thích cái cổ nữa, cái cổ nó vẫn to nhưng mà cái phần cắt này nó vẫn rất sâu. Nếu mà kiểu nó cắt thẳng như thế này thì sẽ bị cảm giác hơi đô đô ấy, còn nếu mà nó hơi cong xuống nó sẽ tạo cho mọi người cảm giác mềm mại hơn rất nhiều trong khi mà mặc cái áo này. Lúc mặc áo này thì mình sẽ đội một chiếc mũ cái kiểu bò rất là xinh. Mình thích những cái họa tiết như thế này, rất là kiểu Hàn Quốc, Hàn xẻ. Sẽ để thông tin cái sản phẩm đấy ở đâu đây. Set đồ này thì mình vẫn sử dụng cái túi kẹp nách và đi một đôi sandal đế cao, đế xuồng, rất phù hợp với mọi người đi dạo phố, đi chơi, đi gặp bạn, cửa bạn bè. Chứ mà nó tiện lợi, nó nhanh ý, đỡ phải nghĩ xem là phải mặc gì. Bây giờ đang là 2 giờ đêm mà. Với cái set đồ vừa nãy thì mình không đổi áo mà mình sẽ chỉ đổi váy thôi. Mình sẽ chuyển sang một cái váy rất xinh, có hai lớp như thế này, hai lớp trắng. Chất vải thì là vải thun bình thường, bên dưới sẽ là cái vải ren. Đây mọi người có thể nhìn thấy. Nhưng có một cái điểm mà mình rất không thích ở cái váy này, đấy là cái phần chun. Nhưng cái phần chun này nó lại bị ăn bớt đi, nó trở thành với chun một xíu. Thế nên mình chắc chắn mình sẽ may lại cái chun của cái váy này. Thì mình tự mua chun về mình may thôi. Không phải là một người quá khéo léo trong việc quần áo, nhưng mà những cái nhỏ nhỏ thì mình cũng có thể làm được. Bởi vì mình thích cái dáng của cái váy này. Cái dáng váy này làm vòng ba của mọi người rất đẹp. Mặc đi chơi với cả bạn date hay đi với người yêu thì nó sẽ... Chiếc váy này mình mua với giá 163.000. Và mọi người đừng quên là mình sẽ đi một đôi boot cùng với cả một chiếc tất kiểu cũng lollipop như thế. Thì mình sẽ mix với cả cái áo đen vừa nãy và đội một chiếc mũ. Thì mình rất khuyên mọi người nên mua chiếc mũ nồi này, bởi vì đây là một chiếc mũ nồi dành cho mùa hè. Vải của nó là vải dù, vải gió hai lớp và nó có cái phần buộc chun đằng sau. Và nó có một cái logo đằng trước nữa, thế nên là nhìn rất là xinh. Một cái điều duy nhất mà mình không thích ở cái shop này đấy là giao hàng rất là lâu. Cái mũ này mình mua với giá 123.000 thôi, nhưng mà mình thấy nó rất là xinh, nó có cả màu đen nữa. Thì màu trắng là mình đang dùng đấy, mọi người có thể mua màu đen cho dễ đội cũng được, màu kaki, nói chung ba màu đều đẹp. Video đến đây là kết thúc và mong là mọi người sẽ yêu thích và enjoy cái
try on haul này của mình và có thể lựa chọn cho bản thân được một hai món gì đấy hấp dẫn. Nhưng mà những cái món mà mình nốt là chắc chắn phải mua ấy thì đúng là mọi người nên mua thật, bởi vì nó quá hợp lý với cái giá và nó là kiểu ổn nhất luôn. Bye bye mọi người nha, hẹn gặp trong video sau, trong video Shopee Haul tháng sau. Bye bye.